Sau gần một ngày đêm tìm kiếm, thi thể trẻ bị đuối nước đã được tìm thấy cách vị trí bị tai nạn khoảng 20 mét. Vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng nay, 15 tháng 1, lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy thi thể em Lê Trọng Nguyễn, 4 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại ấp Căn Cứ, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận, bị đuối nước khi tắm trên sông Bạch Ngưu. Trước đó khoảng 16 giờ ngày 14 tháng 1 năm 2024, bé Nguyễn cùng với hai chị gái đi tắm ngoài vuông tôm sau nhà. Sau đó ba chị em xuống dưới sông Bạch Ngưu để rửa mình thì Nguyễn bị trượt chân té xuống sông. Lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Phòng Lao động, Hội Chữ thập đỏ huyện cùng các hội đoàn thể huyện đã đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ tiền cho gia đình.